kính chào quý vị khán thính giả. Rồi ngày 1 tháng 7 2012, cái này mới là ghê gớm. Tại cái thôn gọi là Trung Hương, xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, xảy ra vụ việc tôn giáo rất là phức tạp. Những cái hoạt động tôn giáo trái pháp luật tại nhà riêng ông Trận với hàng trăm tín đồ từ nơi khác kéo đến tham gia và đảo lộn cuộc sống thanh bình của người dân Yên Khê, nhất là người dân thôn Trung Ương. Xin lỗi quý vị chứ ở đây mà có cái chuyện mà dân ở đâu mà kéo lại ầm lại một cái xóm nhà nào đó là dân xung quanh đó là nó gọi cảnh sát bắt hết. Không có cái chuyện mà lộng hành như ở Việt Nam đâu. Tôi không hiểu chính quyền tại sao mà không có bắt hết mấy cái người này ngay từ lúc đầu. Họ không có được quyền làm như vậy. Những người tổ chức lễ còn cho lắp hệ thống loa phóng thanh công suất lớn chĩa ra bên ngoài để rao giảng đọc kinh, gây tiếng ồn ào quá mức làm ảnh hưởng đến người dân. Đấy, đây là toàn là những cái mà ở bên Mỹ này đó, là người ta chỉ cần, hàng xóm chỉ cần gọi điện thoại đến cảnh sát là cảnh sát đến can thiệp ngay lập tức. Tôi không hiểu tại sao chính quyền Việt Nam không được làm như thế đó và không dám làm như thế đó. Mình có quyền hành ở trong tay và có cái pháp luật ở trong tay, có lý lẽ ở trong tay thì tại sao không dám làm? Cái chuyện đó không phải là vi phạm tự do tôn giáo nhé. Chuyện đó là trị an xã hội và cái sự mà kéo đến tụ tập mà giảng đạo mà phóng loa là trái pháp luật. Quý vị phải biết cái điều đó. Quý vị phải biết là họ làm trái pháp luật. Quý vị không có lỗi gì hết. Nếu quý vị đàn áp những cái chuyện đó là quý vị hoàn toàn nằm trong quyền hạn của quý vị. Quý vị đừng có sợ cái kiểu mà nói cái này sợ chạm đến tự do tôn giáo, là quý vị tự tay mà quý vị bó tay đưa cho người ta bắt. Như thế này chúng tôi rất là bức xúc. Khi ông Vi Văn Kim là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Con Cuông và ông Hoàng Văn Tấn, trưởng công an huyện vào gặp Linh Mục để giải quyết vụ việc theo đề nghị của Linh Mục Ngô Văn Hậu, thì cũng đã bị bắt giữ làm con tin. Đấy, cái chuyện này không bao giờ xảy ra ở nước Mỹ nhé, hay là bất cứ một cái nước nào trên thế giới. Tôi không thể nào tưởng tượng được chính quyền để cho cái việc này, để cho nhân viên của mình mà bị người ta bắt. Mấy cái người đó là cái gì ở trong cái đất nước của mình? Mình có phải mình lệ thuộc nó hay không? Trời đất ơi, tôi không thể tưởng tượng được, rất là bức xúc. Quý vị đừng có nói tự do tôn giáo, không có cái kiểu tự do tôn giáo nào mà có quyền như vậy hết. Khi mà họ kéo đến và họ hoặc là họ bắt loa, họ nói chuyện lớn là họ đã vi phạm rồi, là cảnh sát, là công an phải ra tay ngay lập tức. Quý vị đừng có để cho cái tình trạng này bất cứ một cái nhân viên nào của chính quyền mà bị họ làm nhục, họ bắt bớ như thế này nữa, là tôi thấy là tôi không thể nào chịu nổi. Sau đó một số tín đồ quá khích đã vây giữ 43 người gồm cán bộ của tổ công tác và một số người dân địa phương khi họ đang ở trong nhà ông Trận. Kể cả phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khi bị giam giữ cũng bị lăng mạ đánh đập, ép buộc phải viết biên bản và cam kết với những nội dung như là chính quyền không dùng công an, quân đội, côn đồ đánh đập linh mục, giáo dân, phá tượng Đức Mẹ. Các tín đồ còn khống chế ông Vi Văn Kim phải thay mặt Ủy ban Nhân dân huyện Con Cuông đọc trên loa xin lỗi trước giáo dân vì để xảy ra việc trên, yêu cầu ông Vi Văn Kim mang con dấu của Ủy ban Nhân dân huyện Con Cuông vào để đóng dấu vào biên bản nêu trên thì mới thả những người bị bắt giữ. Vụ việc nêu trên đã làm cho 62 người bị thương, gồm cán bộ và lương dân tại địa phương là 58 người. Trong đó có 8 người bị thương nặng, tín đồ bị thương là 4 người, trong đó có 1 người bị thương nặng. Ngoài ra trong quá trình xô xát ấu đả, ném đá lẫn nhau, đã làm nhiều đồ đạc trong nhà ông Trận bị vỡ hỏng, trong đó có tượng Đức Mẹ. Kể cả tượng Đức Mẹ là tượng gì? Ở đây xin lỗi chứ quý vị, mà làm cái tờ tường trình mà quý vị kể ra như thế này là báo chí ở bên Mỹ này nó cười cho. Ngày 18 tháng 7 2012, Linh Mục Nguyễn Đình Thục, cái chuyện này cũng là trùng với cái chuyện ở trên, nhưng mà người ta chú trọng vào cái tên Linh Mục Nguyễn Đình Thục, truyền đạo trái pháp luật ở Con Cuông. Từ cuối năm 2010, địa điểm tổ chức là tại nhà bà Minh ở khối 8,
thị trấn Con Cuông, và sau này cuối năm 2011 là tại nhà ông Phạm Thế Trận ở bản Trung Hương, xã Yên Khê, cách đó chừng dăm cây số. Chính thức từ cuối năm 2011 đến nay, các linh mục và các vị chức sắc ở giáo xứ Quan Lãng đã sử dụng nhà riêng của ông Trận để tổ chức làm phép nhà mới, rồi công bố đây là điểm sinh hoạt công giáo. Hàng tuần và chiều ngày Chủ nhật, các tín đồ chủ yếu ở giáo xứ Quan Lãng, huyện Anh Sơn đã theo linh mục Phạm Ngọc Quang, linh mục Ngô Văn Hậu, hai tháng nay đã thay linh mục Phạm Ngọc Quang và linh mục Nguyễn Đình Thục tổ chức truyền đạo trái pháp luật. Mặc dù chính quyền xã Yên Khê và tổ công tác của huyện đã vận động, song không những các linh mục của giáo xứ Quan Lãng không chấp hành mà còn cố tình vi phạm pháp luật. Vào chiều ngày 1 tháng 7, các linh mục đã lôi kéo gần 700 giáo dân ở giáo xứ Quan Lãng và các nơi khác đến gây mất trật tự trị an và hành hung người dân xã Yên Khê. Những cái chuyện đó không có động chạm gì tới tự do tôn giáo cả. Quý vị ơi, quý vị mà để như thế này, tôi rất là nhục và rất là căm phẫn. Quý vị có bổn phận phải bảo vệ trị an cho người dân, và những người làm như vậy là họ phá rối hoặc là giặc, chứ không phải là tự do tôn giáo gì cả. Quý vị đừng có quan niệm tự do tôn giáo cái kiểu kỳ cục như vậy nữa. Họ vi phạm điều này điều nọ tùy theo nặng nhẹ, quý vị phải ra tay, quý vị phải giải quyết ngay lập tức. Đừng có để cho bất cứ một người dân nào, mà nhất là nhân viên của chính quyền, lại bị họ bắt, họ làm nhục, làm sao mà tả nổi cái sự tức giận nữa. Tôi có cảm tưởng như quý vị đã để cho cái tụi Vatican nó đã cai trị mình như là thời Pháp thuộc như vậy đó. Tôi thật sự tôi không có muốn đọc những cái cảnh mà nhục nhã như thế này. Ủy ban Nhân dân huyện Con Cuông đã có 7 thông báo đề nghị các linh mục và giáo dân. Trời ơi, đề nghị các linh mục và giáo dân, không có cái vụ đề nghị ở đây. Họ vi phạm là bắt. Không có cái chuyện mà đề nghị hay là bàn thảo với các linh mục chuyện này chuyện kia. Họ tụ tập như vậy là họ phạm tội rồi. Dù cho tôn giáo gì đi nữa mà tụ tập bất hợp pháp, bắt loa công suất lớn này kia nọ là vi phạm pháp luật. Đến 13 giờ 30 phút thì có khoảng 700 giáo dân ở nơi khác đến, trong đó chỉ có khoảng 30 giáo dân sinh sống trên địa bàn huyện Con Cuông tụ tập tại nhà ông Trận để làm lễ. Bức xúc trước việc quá đông người ở nơi khác đến tụ tập gây mất trật tự ồn ào trong khu dân cư mà chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương, chính quyền xã tổ chức kiểm tra người dân các thôn bản xung quanh thì phản đối việc giáo dân hành lễ ở đây và xô xát đã xảy ra. Đến 14 giờ, linh mục Nguyễn Đình Thục đánh xe từ giáo xứ Quan Lãng lên vào nhà ông Trận để tổ chức làm lễ. Chính quyền xã và tổ công tác đã yêu cầu được làm việc nhưng linh mục Thục không chấp hành. Trước sự kiên quyết của chính quyền xã và phản đối mạnh mẽ của người dân địa phương thì số đông giáo dân từ nơi khác đến hành lễ trái pháp luật đã lấy đá ném người, dùng nhiều hung khí như gậy gộc, hành hung, xô đẩy đại diện chính quyền xã, thôn bản và nhiều người khác ra khỏi nhà ông Trận rồi khóa trái cổng lại. Tôi thật sự tôi hoàn toàn tôi ngạc nhiên và tôi rất là căm phẫn. Tại sao chính quyền lại để cho mình bị người ta hành hung như vậy? Quý vị không hiểu tự do tôn giáo là cái gì hết. Tôi nghĩ là quý vị cần phải đọc cái bài này, đọc cái phần trên chúng tôi đã trình bày đấy. Đó, tự do tôn giáo ở Mỹ đó, cái đạo đó bị người ta khinh miệt, người ta phá đốt nhà, người ta phá hoại, làm lăng mạ như thế đó. Đến 22 giờ cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Con Cuông đã cử ông Vi Văn Kim phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và ông Hoàng Văn Tấn trưởng công an huyện vào làm việc với linh mục, nhưng linh mục và giáo dân đã vây ráp khống chế ông Kim và ông Tấn, bắt hai ông này phải viết biên bản theo yêu cầu của linh mục và những giáo dân là phải xin lỗi vì đã phản đối việc truyền đạo trái pháp luật của họ, cũng như phải cho phép nhà ông Trận trở thành điểm thờ tự sinh hoạt tôn giáo. Trời ơi, quý vị đang ở trong thời kỳ Pháp thuộc hay sao vậy? Bây giờ không có thần Pháp, như vậy là quý vị ở trong cái vùng Vatican thuộc rồi, tức là nước Việt Nam này bị Vatican nó thuộc, nó làm chủ hồi nào vậy? Ở đây nó đâu có phải gọi là tự do tôn giáo.
quý vị hãy bắt chước nước Mỹ đi, nước Canada đi, qua bên đây đốt nhà thờ, đó tự do tôn giáo đấy. Cũng ngay trong đêm 1 tháng 7, tổ công tác của tỉnh đã được thành lập và có mặt tại địa bàn xã Yên Khê để chỉ đạo giải quyết vụ việc. Đến 6 giờ sáng, người dân địa phương và toàn bộ giáo dân mới giải tán ra về an toàn. Tổng cộng đã có 58 người dân thành viên tổ công tác của huyện và xã bị thương, được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa, huyện Con Cuông. Trong đó, người bị thương nặng nhất là ông Tăng Ngọc Sơn, trường bản Làng Pha, xã Yên Khê, gãy tay và ba xương sườn, và ông Vi Văn Văn làm phó bản trung chính, bị chấn thương nặng ở đầu. Mức thương vong sẽ không dừng lại nếu lực lượng công an huyện Con Cuông không bắt giữ được hai thanh niên giáo dân phi xe máy mang hai bao tải chứa đầy hung khí là kiếm, dao, mát để tuồn vào cho nhóm giáo dân trong nhà ông Trận, nơi mà các linh mục, giáo xứ Quan Lãng và giáo dân gọi là nhà nguyện. Chốc chốc lại vang lên tiếng thét kêu đau của những người dân xã Yên Khê đang bị hành hạ. Ông Nguyễn Như Vị, 65 tuổi, một người dân xã Yên Khê bị giam giữ và bị hành hung, nằm trên giường bệnh, cho hay là cứ mỗi giờ một lần, từng tớp khoảng 5-6 thanh niên trung niên thay phiên nhau, mở cửa lôi chúng tôi ra đánh bằng gậy, chân tay, mũ, bảo hiểm. Linh mục có vào nhưng không can ngăn, có người bị đánh máu, chảy loang cả nhà, kêu cứu nhưng linh mục không thèm để ý. Họ vừa đánh vừa bắt chúng tôi khai là ai thuê, thuê bao nhiêu tiền, để phản đối việc truyền bạch đạo trái pháp luật này. Không nói thì bị tát, đánh đập tàn nhẫn. Không kể gì người già phụ nữ, thời gian bị giam càng dài thì sức ép vũ lực họ dồn lên chúng tôi càng tăng. Không phải một giờ nữa mà cứ 5-10 phút lại có nhóm khác nhảy vào đánh đập vô cớ dã man. Cái chuyện này làm cho tôi nhớ cái chuyện mà quân kháng chiến của chúng ta bị cái giáo dân ở nhà thờ Phát Diệm bắt và hành hạ trong cái thời kháng chiến. Lúc đó chúng cam đành phải chịu hy sinh như vậy, là mình bị dưới tay của người ta. Còn cái này quý vị là chính quyền, tại sao quý vị để cho như vậy? Tại sao họ có quyền như vậy? Động tới là quý vị nói chúng ta tôn trọng tự do tôn giáo. Những cái chuyện này không phải là tự do tôn giáo, những cái chuyện này gọi là vi phạm pháp luật. Bây giờ quý vị đem cái tự do tôn giáo ở bên Mỹ này ra này, người ta có quyền người ta đốt nhà thờ này, người ta có quyền vẽ bậy lên nhà thờ này, có quyền làm nhục mấy ông cha này đấy. Nhưng mà các cơ quan mà tôn giáo nó có nói cái gì về nước Mỹ không, hay là Canada hay không? Không. Tức là tự do tôn giáo như vậy là đúng đối với họ. Vậy thì quý vị bắt chước đi. Rất là bức xúc. Ngày 4 tháng 4 năm 2017, nhóm giáo dân đã chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, hạ quốc kỳ xuống và thay bằng cờ Vatican. Tôi không thể nào tưởng tượng được. Ngày 14 tháng 2 năm 2017, lợi dụng việc đi khiếu kiện Formosa, Nguyễn Đình Thục đã rao giảng kích động một số giáo dân mang theo băng rôn, cờ gây mất trật tự giao thông trên quốc lộ 1A. Xin lỗi quý vị, nếu cái thằng này là một cái người đạo khác, quý vị có để cho nó làm như vậy hay không? Quý vị tự hỏi đi. Và nếu mà nó làm như vậy, nó vi phạm vào cái sự quấy rối an ninh trật tự công cộng, tức là nó vi phạm pháp luật, quý vị phải bắt nó. Bất kể nó là ai, bất kể nó nói cái gì, bây giờ quý vị không làm gì cả, nó cũng tố quý vị. Quý vị không làm gì hết, quý vị bị nó hại, nó vẫn tố quý vị. Vậy thì quý vị cứ làm theo luật pháp, đừng có để cho dân chúng ta phải chịu đựng những cái cảnh nhục nhã như thế này nữa. Nguyễn Đình Thục tiếp tục dùng vai trò linh mục kích động một số người dân quá khích, gây rối ném đá vào lực lượng chức năng, gây thiệt hại lớn về tài sản, làm nhiều người bị thương. Cũng giống như Nguyễn Đình Thục, với danh nghĩa là một linh mục, Đặng Hữu Nam cũng quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã lợi dụng đức tin của nhiều người để thực hiện những âm mưu giả tâm phản quốc của mình, tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Đặng Hữu Nam đã tuôn ra những lời răn dạy cay độc, khống chế chế độ đến ngông cuồng. Không dừng lại ở đó, nhiều lần Đặng Hữu Nam còn kêu gọi bà con trên địa bàn bỏ công việc hàng ngày để kéo vào Formosa, Hà Tĩnh lấy cớ đi kiện để gây rối. Mặc dù nơi công ty Formosa đặt nhà máy cách nơi Đặng Hữu Nam và xã An Hòa gần 200 cây số,
và An Hòa cũng không bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển vừa qua. Tại sao Đặng Hữu Nam lại cố tình lôi kéo kích động một bộ phận được dân khiếu kiện Formosa? Bởi làm vậy linh mục này mới nhận được tiền tài trợ từ các đối tượng phản động nước ngoài. Hóa đơn nhận tiền được viết tay của Đặng Hữu Nam vào ngày 4 tháng 10 năm 2016 ghi cụ thể: Tôi, linh mục An Tôn Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, thuộc xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đã nhận từ linh mục An Tôn Lê Ngọc Thanh 5 khoản với số tiền 348.250.000 đồng, rồi 10.900 đô la và 300 euro. Ngày 15 tháng 5 2017 vào hồi 10 giờ rưỡi, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã thi hành lệnh bắt tạm giữ đối tượng Hoàng Đức Bình. Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động các đối tượng quá khích đứng tràn ra giữa đường và dùng các vật như cây cối, gạch đá chặn các phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 1A, gây ách tắc cản trở giao thông nghiêm trọng trong đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu để đòi thả người bị bắt. Linh mục la làng kích động giáo dân Nghệ An bạo loạn. Ngày 15 tháng 5, trong gần 6 tiếng đồng hồ, tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bị gây cản trở, ách tắc nghiêm trọng. Đó. Có cái dân chúng gì mà kéo ra đường chặn quốc lộ như thế đó. Xin quý vị cho nhớ đó là những loạn quân. Khi mà họ làm như vậy, họ là những loạn quân, chứ không có phải là tự do tôn giáo gì cả. Tôi không hiểu tại sao mà mỗi một lần mà chúng tôi nói những cái chuyện đó thì có nhiều người nói ở đây người ta tôn trọng tự do tôn giáo. Tôi thấy nói những câu rất là sai, quý vị không có hiểu gì cả. Quý vị làm phận sự của quý vị và không có cái tổ chức quốc tế nào có quyền lên án quý vị nếu quý vị làm đúng những cái chuyện thi hành nhiệm vụ đó. Và nếu quý vị không làm là để cho dân chúng ở trong một cái cảnh mất an ninh, và ngay cả chính quyền, nhân viên chính quyền mà bị họ làm nhục như thế đó là không thể nào ai mà chịu được. Không có ai mà đồng ý với một cái kiểu gì mà chính quyền lại để cho một cái số dân nó kêu như vậy, gọi là kêu dân đó. Thì chúng tôi đi đến kết luận như thế này: so sánh những cái sự bài xích chống đối Kitô La Mã ở nhiều nước Âu Mỹ, Canada rồi đó, và những sự chống đối chính quyền của các giáo xứ ở Việt Nam từ mấy chục năm qua, ta thấy có một nghịch lý rõ rệt về khái niệm tự do tôn giáo. Ở Âu Mỹ, dân chúng phản đối giáo hoàng, một biểu tượng cho giáo hội Kitô La Mã, với dày đặc những tội lỗi chất chồng từ trong lịch sử ra tới hiện đại. Không là tội diệt chủng thì cũng là tội gây thánh chiến, tiêu diệt tôn giáo bạn. Không là gây thánh chiến thì cũng là tội ấu dâm, bao che tội phạm. Thì không tội ấu dâm thì cũng là vấn đề giáo sĩ độc thân, vấn đề kỳ thị đồng tính. Tất cả đều là những vấn đề mà giáo hội Kitô La Mã luôn luôn đóng vai bị cáo. Ở Việt Nam lẽ ra các tội danh trên vẫn có thể áp đặt trên hình ảnh Kitô giáo, nhưng dường như chính sách tự do tôn giáo ở Việt Nam lại được hiểu một cách quá lệch lạc, sai lạc, đâm ra tồn tại một sự nghịch lý khó hiểu. Khái niệm kỳ lạ của tự do tôn giáo ở Việt Nam trở thành chiếc thuẫn đỡ bao che các tội lỗi của giáo hội đối với lịch sử Việt Nam, cho phép các tội nhân này trở thành kiêu dân, hành hạ ngược lại đối với chính quyền và các tôn giáo khác. Thay vào đó, các linh mục lại trở thành các nhà lãnh chúa thay mặt giáo dân để đứng lên đối chất với chính quyền về tất cả mọi vấn đề, không những về tranh chấp đất đai hay phô trương tôn giáo mà là còn là xã hội, kinh tế, chính trị. Hiện tượng lấn nước này đã đến lúc báo động vì nhiều nơi chính quyền tỏ ra bất lực. Trong khi ở Âu Mỹ, dù rằng những quốc gia mà đại đa số là Kitô giáo cả, đều là thờ Chúa Giêsu cả, tất cả hoạt động tôn giáo đều chỉ nằm trong cái khuôn viên nhà thờ, thì ở Việt Nam, nơi mà cái Kitô giáo chiếm rất là thiểu số, thì các sinh hoạt của Kitô giáo lại đòi phô trương ra tất cả các đường phố của nhân ngoại, nhất là cái mùa Noel. Chúng tôi thấy rất là bất mãn. Họ làm những cái cổng để thánh giá ở trên để cho mọi người đi qua đi lại đều chung dưới cái cây thánh giá của họ. Quý vị không có nên để họ làm như thế đó nữa. Họ làm cái gì, làm đẹp xấu gì, họ làm ở trong nhà thờ họ, khuôn viên nhà thờ họ. Đó là tự do tôn giáo. Do đó, việc mà Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ US
CIRF đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về quyền tự do tôn giáo là một việc đánh giá hoàn toàn vô căn cứ. Chúng tôi cực lực phản đối, nhất là cái cơ quan này á, USCIRF chỉ đặc biệt theo dõi các nước Á Châu, còn bên Âu Tây và Trung Đông thì lờ tịt. Quý vị xem cái bản đồ của họ đây. Dạ thôi thì tới đây là hết. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn quý vị lại kỳ sau.